Chỉ với 80 triệu một mét vuông, các bạn đã sở hữu một căn nhà hẻm xe hơi, xe tải ra vào nhà thoải mái nằm trên con đường Phan Anh, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú nha các bạn. Một căn nhà có giá bán rất là rẻ tại thời điểm bất động sản đang khó khăn. Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự thì mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại đường Phan Anh, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này, với diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 17m, tổng diện tích công nhận 67m2, gồm có một trệt, một lửng nha các bạn. Căn nhà hiện trạng cấp 4 thôi. Con hẻm các bạn có thể nhìn thấy xung quanh. Xung quanh đây nhà lầu cao tầng, khoảng tầm 4 tới 5 lầu nha các bạn. Và xe tải có thể ra vào nhà thoải mái. Xung quanh hai căn nhà cạnh bên thì đã xây khoảng tầm 4 lầu rồi nha các bạn. Mình về để mình ở một thời gian thì mình có thể xin giấy phép xây dựng, xây lên một căn nhà khoảng tầm 4-5 lầu là rất là đẹp luôn. Căn nhà này với diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 17m, tổng diện tích công nhận 67m2. Hiện tại đang rao bán với giá rất là hợp lý, chỉ có 80 triệu một mét vuông. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một khu vực để xe máy. Khu vực này mình có thể để xe máy, xe hơi thoải mái nha các bạn. Sau này mình có thể để xe hơi ở trong này. Và phía trong sẽ là khu vực phòng khách. Với diện tích bề ngang là 4m, nhưng mà đi vào căn nhà này cảm giác rất là rộng rãi, thoải mái luôn nha các bạn. Một căn nhà dài tới 17m nên quý anh chị và các bạn mình có thể tha hồ thiết kế những cái công năng. Với giá như rẻ như vậy thì trước mắt thì quý anh chị và các bạn mình có thể là mình ở một thời gian nè. Tại vì hiện trạng căn nhà này mặc dù là cũ nhưng mà rất là sạch sẽ luôn nha các bạn. Mình có thể ở một thời gian, rồi tương lai mình có tiền thì mình bỏ tầm 2-3 tỷ nữa. Mình xây lên một căn nhà thì rất là đẹp luôn nha các bạn. Và phía trong này chúng ta sẽ có một khu vực toilet ở phía trong này. Căn nhà cũ thôi nha các bạn, nhưng mà toilet này nọ vẫn rất là sạch sẽ luôn. Và phía sau này sẽ là một khu vực bếp ở phía sau. Khu vực bếp nhỏ ở phía sau. Phía sau này tương lai nếu mình xây thì mình làm khu vực giếng trời ở phía sau này nha các bạn. Còn nếu mà mình chưa có tiền thì mình có thể đúc lại ra cái sàn ở phía sau này tận lẫn cho nó dài phía sau. Thì mình có thể ở trên mình có thể làm được 2 phòng nha các bạn. Và các bạn hãy cùng ngắm căn nhà này từ phía sau ra phía ngoài một lần nữa, trước khi mình đi lên khám phá khu vực tận lẫn của căn nhà này. Đây là khu vực tận lẫn của căn nhà này. Nhìn từ trên xuống phòng, khu vực phòng khách nha các bạn. Và căn phòng ở phía trước, khu vực phía trước để xe máy. Ở trên này chúng ta sẽ có một phòng ở đây. Mình xin tổng hợp lại thông tin cho các bạn cùng tham quan. Căn nhà tại đường Phan Anh, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú. Với diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 17m, tổng diện tích công nhận 67m2. Gồm có một trệt, một lẫn. Căn nhà này hướng Tây Nam, phù hợp cho quý anh chị và các bạn nào mình hợp hướng Tây Tứ Trạch. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với một mức giá rất là hợp lý, chỉ có 80 triệu một mét vuông, chỉ bằng trong những con hẻm xe máy tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi nha các bạn. Các bạn đã sở hữu một căn nhà này, tổng 5 tỷ 6 vẫn còn thương lượng. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0901 240 289. Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadathochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.